Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Tuấn Dương đang có mặt trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10. Đây Tuấn Dương đang đứng là hướng về phía vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Thì hôm nay là buổi tối thứ 3 ở Sài Gòn, cũng là cái ngày đầu tuần. Thì Tuấn Dương thấy rằng là nhịp sống Sài Gòn những cái lúc này đã sôi động trở lại. Và một cái thông báo mới nhất đó là trong tuần tới vào ngày 17 tháng 2 thì tất cả các cháu học sinh là bắt đầu sẽ đi học trở lại. Đó là thông tin Tuấn Dương cập nhật ở trên báo. Còn số lượng người chết về cúm corona thì tại Trung Quốc là đã lên đến hơn 1.000 người và khoảng trên 40.000 người mắc bệnh. Tuy nhiên ở Việt Nam thì Tuấn Dương nhận thấy được cái tình hình kiểm soát khá là tốt. Mọi người họ cũng hạn chế tụ tập đông người, rồi cũng tuyên truyền là phát khẩu trang miễn phí, cách phòng chống, nước rửa tay. Nói chung là về Việt Nam thì phòng chống rất là tốt. Và có nhiều những các cái nơi mà địa phương lơ là thì đã bị nhắc nhở, cảnh cáo, thậm chí là cách chức. Có những giám đốc bệnh viện mà bị không có sát sao phòng chống dịch thì đã bị cách chức đó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên quá hoang mang. Mình phải hiểu về đúng về cái tình trạng dịch bệnh và có cái cách để phòng chống lây nhiễm, như là giữ vệ sinh cá nhân, ăn uống đầy đủ để tăng cái sức đề kháng, rồi chúng ta phải rửa tay trước khi ăn, không có đưa tay bẩn mà sờ lên mắt mũi miệng. Trước mặt chúng ta đang là ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Nhìn chung thì nhịp sống và sinh hoạt của người dân thì gần như đã trở lại bình thường. Tuấn Dương nghĩ rằng là trong tuần tới khi mà các cháu học sinh đi học và các cái bậc học, tất cả các cái bậc ở tất cả các bậc học thì chắc chắn là sẽ đường phố sẽ còn đông đúc hơn như thế này rất là nhiều lần. Thì hôm nay Tuấn Dương sẽ đưa cô bác anh chị mình một vòng từ cái hành trình của mình. Thì mình dự kiến là bắt đầu đi từ Nguyễn Tri Phương, sau đó mình sẽ đi qua cái khúc quận 5 chỗ bệnh viện Nguyễn Tri Phương, rồi qua chỗ 7A, 7B coi xem là tình hình buôn bán như thế nào. Những ngày trước Tết á, thì ở cái phía bên tay phải của Tuấn Dương á, là họ bán trái cây, bán sầu riêng rất nhiều nha các bạn. Đợt này thì mình thấy khá ít. Tuy nhiên bây giờ thì ở Sài Gòn thì theo cái thông báo là lượng khách du lịch giảm cỡ khoảng từ 50-70%, và những cái khách đoàn từ Trung Quốc gần như là không còn xuất hiện nữa rồi, vì hải quan Việt Nam thì cũng không có đồng ý cho những cái du khách, những cái khách du lịch tới từ Trung Quốc vì cái nguy cơ lây nhiễm bệnh. Và khi mà đi qua cửa khẩu tại các cái sân bay lớn thì đều thực hiện là đo thân nhiệt. Rồi một số trường hợp mà khách du lịch thì đã không được phép nhập cảnh. Một số khách du lịch mà đến từ Trung Quốc hoặc là những khách du lịch khác mà đi qua Trung Quốc thì cũng bị cũng được kiểm tra và cách ly. Để việc phòng chống dịch bệnh thì cũng rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy rằng là tình hình Tuấn Dương nhìn nhận thấy cũng khá là ổn. Giờ mọi người cũng
đi lại cũng không thể ngồi mãi một chỗ được các bạn. Hôm nay Tuấn Dương đi tới đây để đi kiếm một cái trường hợp, một cái bà cụ mà đi nuôi chó mèo mà nhặt ve chai. Thì bà vẫn nói là bà ở đâu cái khúc 7A, 7B này. Thì Tuấn Dương sẽ tới thử xem là có thấy không. À đây, tối thì bà ở bên kia rồi. Vậy là mình đã biết cái chỗ bà ở rồi thôi. Lát xíu thì mình sẽ quay lại. Còn bây giờ mình thử đi ngang cái... Ôi trời, còn cái nhà ai này. Đó, ra tận ngoài đường bán vé số này. Mấy bé này không biết con cái nhà ai mà được mời ra đứng ra sát lề đường để mời chào vé số. Đó, cô này cô mua giùm này, còn bé kia cởi trần này. Đây Tuấn Dương sẽ đi một vòng quanh cái phố thời trang Nguyễn Trãi để xem là tình hình mọi người buôn bán ở cái tuần thứ hai sau Tết nó như thế nào. Đèn đuốc thì trang trí cũng vẫn rất đẹp nha các bạn. Nhưng cái chuyện có khách hay không thì mình nhìn thì thấy cũng có vẻ ít người mua. Vào những cái ngày sát Tết đó các bạn, đường này thì mình đi không nổi luôn. Đi cứ phải chậm chậm. Nhưng mà hôm nay đi rất là thông thoáng. Đó, nhiều người vẫy chào mời khách mà cũng người mua khá thờ ơ. Cũng một phần là người ta mua sắm quần áo, giày dép thì mua trước Tết rồi các bạn ạ. Nên sau Tết thì rất ít người có cái nhu cầu mua sắm. Đó. Tuấn Dương cũng đang chạy rất là chậm. Nhiều cửa hàng buổi tối họ đóng cửa còn không bán rồi các bạn ơi. Những ngày Tết thì ý xèo, nhưng mà những hôm nay thì vắng. Vắng quá trời vắng luôn. Gần như người bán thì họ, nhiều người họ nói rằng là nếu mà bây giờ đi chơi thì cũng không biết đi chơi đâu, bởi vì bên Bộ Y tế thì thông báo là nên hạn chế tụ tập đông người. Còn ở nhà thì không biết làm cái gì, nên là thôi họ lại bày quần áo ra họ bán. Nhưng mà cũng nhiều người thì họ cũng ngại ra đường. Và tiền cũng là một cái nguy cơ mà để gây lây nhiễm. Để như các bạn biết rằng là tiền thì nó lưu thông thì nó rất là nhiều vi khuẩn. Ở Trung Quốc thì họ đã thu hồi một số các cái tiền cũ và họ khử trùng cái tiền đó, rồi họ đưa tiền mới ra lưu thông để hạn chế cái dịch bệnh. Nên là các bạn cũng lưu ý, những người mà kiểm đếm tiền thì khi mà kiểm đếm xong thì chúng ta nên rửa tay cho sạch sẽ để tránh cái nguy cơ bị lây nhiễm.
đây là góc Nguyễn Trãi cắt với Trần Bình Trọng. Đường phố giờ lưu thông rất là ổn định nha các bạn. Hàng hóa giày dép thì Tuấn Dương thấy họ bày ra rất là nhiều nhưng mà lượng người mua thì không có bao nhiêu. Quẹo phải chúng ta sẽ đi ra Nguyễn Biểu, sau đó đi qua cầu chữ Y sang bên quận 8. Mấy hôm trước thì Tuấn Dương cũng có đăng một số những cái video clip chia sẻ về nhịp sống ở Sài Gòn. Những cái ngày đó thì Sài Gòn rất là vắng. Đây chúng ta đi qua ngã tư Võ Tánh Cộng Hòa. Ngày xưa là đường Cộng Hòa, còn ngày nay là đường Nguyễn Văn Cừ. Tuấn Dương sẽ đi vòng vòng quay video clip cho các bạn cập nhật tình hình nhịp sống ở Sài Gòn. Mọi thứ sau Tết thì đã dần dần trở lại đông đúc rồi. Chúng ta cũng không có nên quá sợ sệt nữa. Nhiều khi người ta nói một cái câu đó là sống chung với lũ các bạn ạ. Nếu như mình sợ thì sớm muộn cái điều đó cũng sẽ xảy ra. Thay vì sợ thì chúng ta sẽ học cách để vượt qua nó. Đây là giao lộ Nguyễn Trãi cắt với Cống Quỳnh các bạn. Quẹo phải này chúng ta sẽ... Xin lỗi, Nguyễn Trãi cắt với Nguyễn Cư Trinh, quẹo phải chúng ta sẽ đi ra Nguyễn Cư Trinh rồi sẽ đi ra Trần Hưng Đạo. Đây, quẹo phải này sẽ đi vào hẻm 245, cái khu tứ giác Mã Lạng đấy các bạn. Nhìn chung thì nhiều người sau một cái thời gian mà nghỉ ngơi, vui chơi, nghỉ ngơi, ngồi ở nhà thì họ thấy cũng buồn. Nên là buộc họ cũng phải mò ra đường chơi các bạn. Không có thể ở nhà mãi được. Trước mắt là ngã tư Nguyễn Trãi cắt với Cống Quỳnh. Đây, Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào đường Cống Quỳnh. Ở đây thì có một cái trường là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Rồi kế đó là trường Chu Văn An. Hôm trước một số cô chú nói trường Chu Văn An là trường Nguyễn Bá Học thì phải. Nguyễn Bá Học ngày xưa, Tuấn Dương cũng không nhớ là có đúng vậy không. Nhiều khi không có nhớ hết các cái thông tin các bạn. Rồi mình sẽ quẹo phải.
Đây, phố đi bộ Bùi Viện. Chủ yếu chỉ còn khách Tây, khách châu Á rất ít. Đây gọi là phố đi bộ nhưng mà nó chỉ đi bộ vào cái ngày cuối tuần các bạn, là ngày thứ bảy và chủ nhật. Còn những cái ngày thường thì người ta vẫn được phép đi xe gắn máy vào các bạn ạ. Không có nhiều người nói rằng phố đi bộ là tại sao lại nhân viên này, các cô này đeo khẩu trang đi dạo phố này. Khách châu Âu thì mình thấy họ không có mang khẩu trang, nhưng mà những người châu Á thì họ cứ mang khẩu trang. Cũng khá là vắng. Đó, nhiều người còn dừng xe luôn ở lề đường. Bên này nhân viên thì còn Tuấn Dương thấy chưa có cái bàn nào có khách cả. Cái vỉa hè ở đây họ không có còn nhiều người thì thắp nhang để cầu nguyện cho có khách. Đó, cái khúc này đang vắng tanh luôn. Nói chung những ngày này là công suất bàn ở khu vực này rất thấp. Đây, Tuấn Dương sẽ quẹo mình sẽ quẹo ra đường Đề Thám. Ở phố đi bộ Bùi Viện này thì khoảng đến 80% là khách giới trẻ trong nước. Tuy nhiên thì khi mà cái dịch cúm nCoV này thì giới trẻ cũng không có ra đường, không có đi chơi, nên cái phố này cũng chỉ còn lác đác một vài các cái khách nước ngoài thôi. Rồi, Tuấn Dương sẽ đi vô con hẻm này nhé. Hẻm này là hẻm chùa An Lạc này. Đó, đây là lối đi vô cái hẻm chùa An Lạc. Đa số Tuấn Dương thấy là khách châu Âu, không thấy có khách châu Á, không thấy có khách Trung Quốc, Hàn Quốc hay gì cả. Toàn khách tóc vàng, da trắng. Đó, một số các bạn trẻ đi chơi thì mang khẩu trang. Có nhiều quản lý của các quán thì họ đang kêu than là rất là vắng khách, và với nếu mà cứ tình trạng du khách mà vắng như thế này thì không đủ tiền để trả mặt bằng cũng như là thuê nhân viên.
gần như là chưa có khách nha các bạn, khá vắng. Những bạn trẻ đi chơi Tuấn Dương cũng thấy không có mấy. Phố đi rất là thoáng bình thường. Mình đi mình đều phải né con đường này hoặc là gửi xe để đi bộ thôi các bạn, chứ không có dám đi xe qua. Vì đi qua đây nhiều khi phải mất tới cả 5 phút mới qua được một cái đoạn đường ngăn ngắn này. Đây các cô nhân viên đang mời chào khách dịch vụ massage. Bình thường đi cái tuyến đường này á, là phải mất từ 5 đến 7 phút mới qua được một cái đoạn đường ngăn ngắn dài vài trăm mét thôi. Nhưng hôm nay chúng ta lưu thông là rất ổn định, mặc dù bây giờ cũng là tầm 20 giờ rồi. Người đi dạo phố cũng rất ít. Gần như là giới trẻ Việt Nam chưa có hòa mình vào cái cuộc chơi này. Nói chung thì các quán vẫn trang trí rất là đẹp, nhộn nhịp nhưng vắng khách. Đó, các cái nhân viên này đứng ở bên ngoài để mời chào. Họ để những cái cô gái chân dài ngồi ra trước cửa để đón khách. Đa số là khách từ châu Âu thôi. Nhưng mà cái khu này các bạn, khách du lịch này cũng là khách Tây Ba Lô, và họ chi trả cái số tiền họ chi trả tiêu dùng cũng rất là hạn chế các bạn ạ. Mình đã từng vào những cái nơi mà họ ngủ trong những các cái chiếc hộp như là cái con nhộng ấy, giá chỉ có tính ra tiền là 180.000 cho một đêm, 180.000 cho một ngày đêm. Cái mức tiêu dùng cũng rất là khiêm tốn. Đây chúng ta đang có mặt ở góc Đỗ Quang Đầu cắt với Phạm Ngũ Lão. Khúc mà Tuấn Dương đang đi là xuyên qua công viên Phạm Ngũ Lão, xin lỗi, xuyên qua công viên 23 tháng 9. Đây, chúng ta sẽ đi ra đường Nguyễn Trãi nha các bạn. Lúc này mình thấy cũng nhiều khách Tây đi bộ. Ở đây có hai cái khu Tây. Một là cái khu Tây Ba Lô, này là phố Bùi Viện. Cái khu Tây sang trọng nữa là cái khu phố Đồng Khởi và Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Mấy khúc đó thì là Tây mà Tây gọi là Tây sang trọng giàu có đó. Tây ở khách sạn 5 sao. Bây giờ
chúng ta tiếp tục đi về phía ngã tư Nguyễn Trãi cắt về Nguyễn Văn Cử. Thì đây Tuấn Dương nghĩ rằng đây là một vài cái clip để mà Tuấn Dương cập nhật cái tình hình đường phố Sài Gòn. Thì rất là mong quý cô bác anh chị cho Tuấn Dương ý kiến là có nên tiếp tục quay đường phố Sài Gòn theo kiểu như thế này hay không, hay là quý cô bác anh chị mình thích đi bộ, đi chậm để quay. Vì nếu như mà đi bộ đó các bạn, thì mỗi một clip thì cũng chỉ đi quay được chừng khoảng nửa tiếng, 1-20 phút thôi. Và mỗi hôm thì quay được một vài cái con đường là cùng, một vài cái đoạn đường thôi. Chứ vì đi các bạn, nếu mà đi xe gắn máy chừng 1 giờ đồng hồ chúng ta có thể đi được 30 hay 40 cây số. Còn nếu mà đi bộ 1 giờ đồng hồ chắc chỉ được khoảng 5 đến 7 cây số là cùng. Và cũng không thể cho chúng ta một cái nhìn nó tổng quan về tình hình chung ở những các cái khu vực được. Thì nếu mà cô bác anh chị mình thích xem cái dạng video như thế này thì hãy comment giúp Tuấn Dương. Ở đây đèn đỏ được phép đi thẳng các bạn ạ. Thì nếu mà cô bác anh chị muốn Tuấn Dương cập nhật về các cái tình hình đường phố như này, thỉnh thoảng có một clip đi quay đường phố tổng quan chung thì Tuấn Dương sẽ thực hiện, còn không thì Tuấn Dương sẽ chủ yếu là quay những cái bằng các cái hình thức như là chúng ta đi bộ thôi. Nhưng mà đi bộ thì chúng ta cũng sẽ không có đi được nhiều nơi. Và một số các chương trình từ thiện của Tuấn Dương thì có lẽ phải đầu tháng 3 Tuấn Dương mới bắt đầu thực hiện. Vì bây giờ cũng là lúc mình đang nghe ngóng tình hình, coi xem là tình hình bệnh dịch nó là sao. Rồi chứ còn ngay bây giờ lúc này đi thì mình cũng cảm thấy không có, cảm thấy chưa có yên tâm. Bởi vì cái thông báo mà tránh tụ tập đông người thì bên Bộ Y tế hàng ngày thì gần như họ vẫn gửi vào phone cho các cái chủ nhân số điện thoại. Đây đang là góc ngã tư Võ Tánh Cộng Hòa đây các bạn. Ở đây thì họ bán các cái đồ quần áo, mũ, nón, giày dép. Ở đây có thể gọi là cái phố chuyên doanh thời trang ở quận 5. Ở Sài Gòn bây giờ cũng hình thành nên một số các cái phố chuyên doanh. Ví dụ như là phố chuyên doanh về nội thất thì là phố Ngô Gia Tự ở quận 10. Phố Đèn Lồng là phố Lương Nhữ Học ở quận 5. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Hàng Rong ở đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp, phố Thời Trang là phố Nguyễn Trãi, phố Thuốc Bắc là phố Hải Thượng Lãn Ông. Còn cái phố mà chuyên bán máy công cụ cầm tay thì là đường trên đường Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân. Còn những các cái phố mà sung sướng đó là cái khu Sư Vạn Hạnh, nó rất là nhiều các cái nhà nghỉ ngắn giờ. Nói chung Sài Gòn còn một vài cái phố sung sướng khác nữa, nhưng mà thôi Tuấn Dương cũng không có tiện nêu tên trong cái lúc mà đi quay cảnh đường phố. Thì cũng nhân tiện là ghé để ghé một vài nơi, rồi gửi tới cô bác anh chị một vài những cái hình ảnh. Đó, mình để ý thấy đây này, các bạn nhìn thấy này, những người họ bán này gần như không có người mua.
Đó, cũng vẫn bật loa đứng ra sát ngoài đường, nhưng mà cái khách mua thì gần như là mình không thấy. Do mặt bằng ở đây thuê cũng rất là đắt, nên các cái cửa hàng đôi khi họ vẫn phải mở. Bên phải này là chợ Bầu Sen này các bạn. Và trước mặt đang là ngã tư Nguyễn Trãi cắt với đường Lê Hồng Phong. Quẹo phải này chúng ta sẽ đi hết Lê Hồng Phong là sẽ ra đường 3 tháng 2. Đó, mình thấy nhân viên thì chơi dài. Sau Tết có vẻ hàng hóa thì buôn bán sức mua chưa có tốt. Các cái cửa hàng này, này chưa có khách nha các bạn. Họ cũng cứ bày bán ra thôi, vì ở Việt Nam có một cái thực tế thế này nè các bạn. Mình kể cả cho dù mình có nghỉ thì tiền mặt bằng vẫn phải đóng đủ. Thứ hai là tiền thuế vẫn phải đóng đủ. Không biết ở nước ngoài nếu như mà các bạn nghỉ lễ, nghỉ Tết 1-2 tuần thì có phải nộp thuế hay không. Nhưng ở Việt Nam thì vẫn phải nộp bình thường. Điện nước thì trả theo số thì đã đành rồi, nhưng mà cái tiền cửa hàng và tiền thuế vẫn phải trả đủ. Nhiều người bán xôi, bán bánh kẹp, một số các cửa hàng ăn cũng khá là vắng. Chung là những người đi lại trên đường thì cũng đông đông, đông hơn mấy hôm trước, nhưng mà sức mua sau Tết thì giảm. Cũng một phần là sau Tết thì người ta còn sau Tết thì người ta đã tiêu hết tiền rồi. Nói là hết thì không đúng, nhưng mà phần lớn số tiền họ đã tiêu dùng và mua sắm trước Tết. Thì sau Tết chừng phải 1-2 tháng họ đi làm, họ mới tích lũy rồi họ mới mua sắm tiếp. Tới đây là khúc giao lộ Nguyễn Trãi cắt với Nguyễn Duy Dương. Đường An Bình. Tuấn Dương sẽ tạm dừng video clip này tại đây nhé. Mình sẽ tới thăm một cái hoàn cảnh của bà già mà cứ mang chó mèo với cái hoàn cảnh éo le. Mình sẽ dừng cái video này tại đây nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây, ngay đây là Hội Thánh Tin Lành.